ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ sau một năm 2022 đạt nhiều kết quả ấn tượng. Nỗ lực của thành phố trong việc nâng chất lượng sản phẩm và xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới đang tạo cú hích cho ngành du lịch bứt phá. Thế nhưng, điểm tồn tại từ lâu nay vẫn chưa được khắc phục khi sản phẩm du lịch được đầu tư dàn trải, trùng lắp, chất lượng và độ hấp dẫn còn hạn chế, khiến cho thành phố Hồ Chí Minh chưa thực sự là điểm đến hấp dẫn, nhất là với khách du lịch quốc tế. Cải thiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm mang bản sắc là điều mà ngành du lịch thành phố cần thực hiện nếu không muốn bị hụt hơi trong cuộc đua với những đô thị phát triển khác trong khu vực. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, sầm uất, Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam Phyto hiện lên với dáng vẻ cổ kính khác biệt, được đưa vào khai thác từ hơn chục năm nay. Ban đầu, Bảo tàng Y học cổ truyền khá hút khách bởi kho tàng quý giá hơn 3.000 hiện vật quý liên quan đến y học cổ truyền Việt Nam từ thời kỳ đồ đá cho đến nay đang được lưu giữ trưng bày. Thế nhưng, ngoài việc tham quan hay check-in khung cảnh cổ kính ra, khách tham quan không có nhiều hoạt động trải nghiệm. Tour đến quận 10 nghe chuyện đông y vì vậy chưa được biết đến nhiều. Chúng ta có nhiều sản phẩm nhưng sản phẩm này là do người dân và du khách và các điểm đến họ tự xây dựng. Cơ quan quản lý nhà nước chưa đồng hành cùng với các đơn vị lữ hành để khai thác các sản phẩm chuyên nghiệp cũng như làm quảng bá cho nó một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi ý thức được điều này và đây sẽ là một cái sự khởi đầu và là một cái hành trình mà chúng tôi sẽ tiếp tục. Mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch là hướng đi mới của thành phố Hồ Chí Minh nhằm mở rộng thêm những tuyến điểm tour mới đưa vào khai thác đón khách. Đến nay đã có 20 địa phương công bố các sản phẩm du lịch đặc trưng. Thế nhưng trừ một vài điểm đến độc đáo nổi tiếng lâu nay như địa đạo Củ Chi, rừng sát Cần Giờ, các điểm tham quan ở trung tâm thành phố, những sản phẩm mới ra mắt chưa được nhiều người quan tâm. Có thể nói là có rất nhiều sản phẩm thú vị nhưng không thể buộc các quận huyện tự làm ra sản phẩm được bởi vì họ không có chuyên môn. Nhân lực đa phần là mới mà không phải là dân du lịch cho nên họ không thể làm sản phẩm được. Nguyên liệu quận huyện cung cấp, việc làm bánh là trách nhiệm của thành phố. Sự phát triển nó chưa mang cái tính chiến lược chung trong tổng thể. Và do đó những cái sản phẩm của các vùng miền hiện nay nó không phải mang tính bổ trợ cho nhau. Và thậm chí nó có sự chồng lấn lên nhau. Và cái này nó đòi hỏi cái sự tập trung quản lý về chiến lược sản phẩm. Để tránh lãng phí, chúng ta cần có định hướng và chúng ta cần có trọng điểm, cần tập trung. Không phải tất cả quận huyện nào giống nhau, không phải tất cả các địa điểm nào trong thành phố Hồ Chí Minh này nó đều có thể phát triển du lịch được. Thành phố Hồ Chí Minh cần có chiến lược và mục tiêu phát triển rõ ràng, định vị thành phố như một điểm du lịch cần phải đến dựa trên sản phẩm độc đáo và giá trị thương hiệu then chốt, xây dựng hình ảnh điểm đến một cách chuyên nghiệp và bài bản, để thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một điểm du lịch xứng tầm không chỉ trong nước mà còn cả khu vực.